Càng xin đến Việt chào tất cả các bác. Và các bác đang thấy ở đây, mình đang cầm ở trên tay một cái mẫu móc truyền thống rất là đẹp, móc đồng ba cạnh. Đấy, các bác nhìn quay rất là chi tiết cho các bác ở đây. Cái móc đồng này luôn luôn tạo cái sự sang trọng cho những chiếc lồng của mình. Và đặc biệt ở chiếc móc này là nhà mình làm cái ti inox độ bền cực kỳ cao để cho các bạn treo những chiếc lồng nặng, ví dụ như lồng mi, lồng chòe. Đấy, thoải mái luôn. Kể cả lồng mào, yên tâm, không bao giờ lo gãy ti với cái ti inox này. Đấy, đai đồng ốc dày dặn rất là đẹp. Đẹp cực kỳ luôn nha các bạn. Đó, vẫn là móc đồng sang trọng mà lại chắc chắn. Với ti inox nó kèm theo ở đây là ba cái nẹp. Nẹp cũng rất là đẹp và dày dặn luôn nha các bạn. Đấy, đẹp và dày dặn luôn. Đấy, cho các bác xem, đẹp cực kỳ. Lắp phù hợp luôn với các loại lồng. Thì Cám Chiến Đế Việt còn nhiều cái sản phẩm khác phù hợp nữa, thì các bạn theo dõi trên video trên kênh Cám Chiến Đế Việt nhé. Và giá một chiếc móc này là 100 ngàn ở thời điểm hiện tại. Đó, thì các bạn có nhu cầu gọi điện trực tiếp cho Cám Chim Đất Việt. Để mình lấy cho các bạn cái địa chỉ. Đây, các bạn gọi điện qua số này để đặt giúp mình. Đấy, riêng cái phụ kiện thì có tính thêm phí ship. Thì các bạn, mình chia sẻ rõ như vậy nhá. Thế còn cái sản phẩm cám này thì được miễn phí ship từ 1kg mà được miễn phí rồi. Các bạn nào lấy kèm thêm cám thì nếu mà ít thì cũng có thể được miễn phí. Nếu mà lấy thêm nhiều nhiều thì nó sẽ tính thêm một khoản phí nhỏ nhỏ nữa. Đấy, chia sẻ rất rõ để cho các bạn nắm được nhé. Đấy, cho các bạn xem lại một lần nữa và kết thúc video ở đây. Nó sẽ có nhiều cái sản phẩm khác nữa chia sẻ các video tiếp theo. Và các bạn đăng ký kênh Cám Chim Đất Việt để cập nhật nhiều nhất sản phẩm mình đăng lên nhé. Chào tất cả các anh em.